nó chậm mà hồi nãy mấy giây. Ui chậm mà hồi nãy rồi. Kệ cũng được, không tới nổi nào. Ok được. Giây. Chết chưa hồi chiêu. Bay du. Con kia lại gần đây. Đứng im không dẹp nổi. 13 giây. Ok, đứng gần nhau rồi. 6 giây. 4, 3, 2, được. Chỉ cần đứng gần nhau thôi. U bu lại là chỉ nổ cho chết. Đứng xa nhau quá, nó đứng xa nhau mình không đánh được thôi, đứng gần nhau là chết liền với mình. U lại cái là mình tỉnh đi liền. Dạo này mình lục nghề đánh hưu tao vậy ta. Giờ đánh hưu tao bị lục nghề thiệt luôn á. Giờ này đánh hưu tao chọt cái lục nghề kinh luôn. Hưu tao 80-200 mà mới viên tinh thông 200 được không? HP bao nhiêu? Rồi bố vô. Bố vô là nổ là banh xác. Team về là team cảm tử mà, cứ bố vô là được. Quay lưng vô tường nha anh em, nhớ quay lưng con nhân vật mình vô tường. Đấy. Nổ, trời ơi, hạt nó nổ.
Hạt nó nổ rồi. Hạt nó nổ như cái máy luôn. Năng lượng, vừa đầy năng lượng. Ê, ok. Rồi nổ. Nổ. Hạt nó nổ ác luôn. Đứng bu bu lại là hạt nó nổ ác luôn. Được, con ta quýnh con boss tàn hình này được, không có gì là không được. HP mình giờ thấp chủm luôn rồi. Sáu ngàn, bốn ngàn HP. Gần nửa cây. Cầm 8 cái nổ. Trời ơi, nó gừng rụng. Đi luôn, chỉ cần đợi nó hiện hồn cái là nổ rồi đi liền. Trời ơi, mấy con này bu bu lại, bu bu vô tổ cho nhanh đó. Đúng rồi, bu bu vô đúng. Nổ đúng lẹ luôn. Nổ đúng nhanh luôn. Bu bu vô nổ ác thì cái ba con nổ như cái máy. Đúng rồi, bu vô cho nổ. Ok. Con gà này trâu thế. Con gà trâu thế, đi bộ hối liền. Mấy ốc này quýnh cho banh phiên liền. Ý thiếu năng lượng kìa. Vậy mà vẫn thiếu năng lượng hả? Còn 30 gai dư sức rồi. Nổ thôi, hạt nổ, bơm nổ. Đúng. Ok, easy. Preview. Hu tao đang cầm trấn nha. Mặc ma nữ cung mệnh 1 thiên phú 10 10 10, HP 25k, tỷ lệ 72, sức tương bạo 204, sát thương tố hỏa 61%, tinh thông 287, nói chung là cũng ok. Xin đang mặc mid 2 thủy 2 tông, cầm kiếm tỷ lệ tinh luyện 5, cung mệnh 6, thiên phú 12 13, tấn công K3, tỷ lệ 60, sát thương bạo 150, hiệu quả đạo 203, sát thương tố thủy 81%, cũng ok luôn. Yelan đang mặc 4 dấu ấn, cầm cung tay phong tinh luyện 2, cung mệnh 0, thiên phú 99, xong cho cái nổ 10, HP 28k, tỷ lệ 60, sức tương 164, hiệu quả nào 216, sức tương tiêu thủy 46%. Thánh di vật của con này, nói chung là chỉ số con này cũng ngon luôn nha. Dông Ly đang mặc 4 thiên nham, cầm thương tay phong, thương tay phong lên 70 nữa, cung mệnh 0, thiên phú 19, HP 48k, tỷ lệ 39, hiệu quả nào 106, nói chung là hơi thiếu tỷ lệ, chưa được lắm.
Nilo đang mặc mít hai trái tim cầm lưng hai vần sáng, cầm nanh sói cung mệnh không thiên phú 10-10 HP 37k, tỷ lệ 70 sát thương bạo 200, tinh thông 121, sát thương thủ thủy 61%. Đấy, Nilo. Furina đang mặc 4 đàn kịch, cầm trấn cung mệnh không thiên phú 10-10 HP 30k, tỷ lệ 80 sát thương bạo 203, hiệu quả là 193. Hiệu quả nào 193 mà hồi nãy thọt nạp hoài. Thiệt tình. Baizu đang mặc mít 2 vần sáng 2 thiên nham, cầm mẫu kim phách tinh luyện 5, thiên phú 90 HP 99 HP 49k, hiệu quả nào 220. Con này thì quá ngon rồi. Con này bên chỉ số quá ngon. Nahida đang mặc 4 kiếp, cầm mảnh chương tế lễ thánh như thiên phú 19, tinh thông 783, tỷ lệ 43 sát thương bạo 156, hiệu quả nạp 127. Ok, con Hayda này thì được rồi. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu, Kamisato Ayaka present.